Dơn 2011 khiến rất nhiều người kinh ngạc khi dù ra đời được gần 8 năm nhưng tiên đoán gần như chính xác những gì đang xảy ra ở hiện tại. Tác phẩm của đạo diễn lừng danh Steven Soderbergh không quá nổi tiếng trên thế giới ở thời điểm ra mắt. Tuy nhiên, đến gần đây thì cơn Tay Dơn 2011 tựa tiếng Việt Bệnh Truyền Nhiễm lại đột nhiên được nhiều người chú ý bởi dù ra mắt từ năm 2011 nhưng lại mô tả gần như chuẩn xác những gì con người đang phải trải qua với COVID-19 vào năm 2020. Toàn bộ tác phẩm là câu chuyện, diễn biến dịch bệnh giả tưởng MEV1 có xuất phát điểm tại Hong Kong và lan rộng ra toàn cầu. Tạp chí nổi tiếng bậc nhất thế giới Newsweek đã xếp Cơn Tay Dơn 2011 vào top 5 cuốn sách và bộ phim tiên đoán chuẩn xác nhất về đại dịch COVID-19 với lời giới thiệu. Đây là bộ phim mô tả chính xác nhất về virus từng được thực hiện và thực sự giống với những gì dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra. Cơn Tay Dơn 2011 quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Hollywood như Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, ra mắt vào ngày 3 tháng 9 năm 2011 tại Liên hoan phim Venice, Ý và thu về 136,5 triệu USD trên toàn cầu. Kịch bản tiên đoán về COVID-19 chuẩn xác đến kỳ lạ. Tác giả kịch bản của Cơn Tay Dơn 2011 là Scott Z. Burns. Khi làm về đề tài đại dịch, ông đã tham khảo và nhờ sự tư vấn của các chuyên gia đến từ Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Chính điều đó khiến bộ phim này mang tính khoa học cao, đi theo trình tự thời gian của một dịch bệnh đúng nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng làm bộ phim ít có kịch tính, mọi thứ diễn ra mà cao trào không đẩy lên quá cao và không phù hợp cho những người nóng vội, tính kiên nhẫn thấp. Bộ phim mở đầu khi một phụ nữ có tên Bethem Hop, Gwyneth Paltrow trở về Mỹ sau chuyến công tác tại Hong Kong và mang theo một loại virus gây chết người mà không hề hay biết. Chỉ 2 ngày sau khi về nước, cô ngã quỵ xuống sàn và co giật không ngừng. Chồng của người phụ nữ này đưa cô đến bệnh viện. Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực của đội ngũ y tế, Beth vẫn không qua khỏi. Sau đó, con trai của Beth cũng qua đời với những biểu hiện bệnh tương tự. Tại Atlanta, đại diện của Bộ An ninh Nội địa đã gặp tiến sĩ Alice Cheever thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC và bày tỏ mối quan ngại rằng căn bệnh mới chính là một vũ khí sinh học sẽ gây ra khủng bố vào dịp lễ tạ ơn. Tiến sĩ Cheever cử tiến sĩ Erin Mears đến Minneapolis, nơi ở của Beth, để điều tra. Trong thời gian cơ quan chức năng điều tra về dịch bệnh, vô số người đã nhiễm loại virus nói trên toàn thế giới. Cách truyền nhiễm của MEV1 cũng giống như COVID-19 hiện nay khi lan truyền qua dịch cơ thể của người bệnh, hoặc qua các con đường tiếp xúc trực tiếp bắt tay, chạm vào mặt, hoặc gián tiếp chạm vào bề mặt nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng, với người bệnh. Dịch bệnh MEV1 cũng giống như COVID-19 hiện nay đang diễn ra khi một loại các tin đồn được dựng lên gây hoang mang cho con người, người dân đổ xô đi mua đồ dự trữ, hệ thống y tế quá tải hay các nhân viên y tế tử vong. Những điều này chúng ta có thể thấy ở một loạt các quốc gia hiện nay, với tình trạng mọi người hỗn loạn đi mua đồ dự trữ, hàng loạt người chết vì COVID-19. Cuối cùng, dịch bệnh MEV1 trong Cơn Tay Dơn 2011 chỉ được đẩy lui khi một loại vaccine được ra đời. Để vaccine xuất hiện sớm nhất có thể, một nhân viên y tế là Ally Hexton đã phải bí mật tự tiêm vaccine thử nghiệm lên người mình. Sau đó, cô chạm vào người cha đang bị MEV1 để xem vaccine có thành công hay không. Đến ngày vaccine được ra đời, đã có 2,5 triệu người Mỹ và 26 triệu người trên thế giới qua đời vì MEV1. Như đã nói, bộ phim đi theo một trình tự khoa học về dịch bệnh. Điều này sẽ giúp người xem có những kiến thức bổ ích và cần thiết, mà nếu không xuất hiện dịch bệnh thì chẳng ai để ý. Tác phẩm lấy cảm ứng từ dịch cúm lợn năm 2009 và có tham khảo qua rất nhiều dịch bệnh khác trong lịch sử con người. Tác giả kịch bản Scott Z. Burns cho biết, khi tôi bắt đầu tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả mọi người đều nói, đại dịch sẽ còn đến với con người, quan trọng là khi nào thôi. Và lời tiên đoán đó đã đúng khi con người đang phải đối mặt với COVID-19. Cơn Tay Dơn 2011 được mọi người cho rằng tiên đoán trước được dịch COVID-19. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, nó là bộ phim dựa trên tư vấn của các nhà khoa học về dịch bệnh và đi theo đúng trình tự của một dịch bệnh truyền nhiễm. Nói cách khác, bộ phim đi theo đúng khuôn mẫu của một đại dịch do virus gây nên, làm chuẩn xác và ít hư cấu nhất trong các phim về dịch bệnh. Vì vậy, người ta thấy những gì đang xảy ra với thế giới hiện tại giống với Cơn Tay Dơn 2011 không phải là điều bất ngờ. Ở Cơn Tay Dơn 2011, người xem có thể thấy đúng những gì đang diễn ra với thế giới ở thời điểm hiện tại. 2011, người xem có thể thấy đúng những gì đang diễn ra với thế giới ở thời điểm hiện tại. Đó là việc người người, nhà nhà đổ xô đi mua những thực phẩm dự trữ cần thiết tại các siêu thị, người dân tin vào tin đồn đổ xô đi mua một loại thuốc được cho là chữa bệnh thành công, các nhân viên y tế chiến đấu hết mình rồi gục ngã vì bệnh, hệ thống y tế quá tải, các bệnh viện dã chiến được thành lập. Nếu đủ kiên nhẫn để xem hết bộ phim, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy sờn gai ốc và giật mình bởi nó quá giống với thực tại ở một số nước trên thế giới.
Đến cuối phim, đạo diễn quy kết nguồn lây virus ban đầu là một con rơi. Điều này lại khiến người xem giật mình, bởi cho đến hiện tại nhiều nhà khoa học cho rằng, rơi có thể là nguồn lây nhiễm của COVID-19. Những tình huống, câu chuyện rất thật về con người trong dịch bệnh. Như đã đề cập, cơn Tây Dơn 2011, mô tả rất chính xác và theo một trình tự thời gian về một đại dịch. Tuy nhiên, bộ phim không phải chỉ là câu chuyện về đại dịch từ đầu đến cuối, mà xen vào đó là những tình huống rất đời thực, về những số phận khi thảm họa xảy ra. Đó là câu chuyện về Erin Mears, một tiến sĩ tại CDC hết mình vì công việc. Kể cả đến khi biết mình bị bệnh, cô vẫn nghĩ cho người khác khi gọi điện ghi chép lại những người đã dọn phòng và tiếp xúc với mình. Hình ảnh của nhân viên y tế này tượng trưng cho những bác sĩ ngày đêm chống dịch bệnh, không quản ngại đến những vất vả khó khăn và cũng chẳng nề hà đến tính mạng của mình. Diễn xuất của nữ diễn viên Kate Winslet trong vai Erin Mears tận tụy với công việc cũng rất đạt, đầy cảm xúc và khiến người xem có thể cảm động, rơi nước mắt.